Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua, mùng 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp giới thiệu nhân sự và bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với tổng số phiếu bầu tuyệt đối. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng về công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự ổn định, kế thừa phát triển những kinh nghiệm thành tựu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và Ban chấp hành Trung ương các khóa trước đã đạt được. Câu đầu tiên đồng chí Tổng Bí thư nói là chúng ta sẽ phải xây dựng cái đoàn kết để xây dựng đất nước chúng ta phát triển hơn nữa, mà đặc biệt là cho cái công cuộc phòng chống tham nhũng mà tiêu cực này, tôi tin tưởng là Ban chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là ban lãnh đạo mới Tổng Bí thư là nền tảng để xây dựng cho đất nước này. Chúng tôi thì lúc nào cũng luôn luôn tin tưởng rằng với cái sự lãnh đạo của các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương kế tiếp cái sự nghiệp của Bác Trọng thì chắc chắn là cái sự nghiệp đốt lò chống tham nhũng để như vậy là đưa dân giàu nước mạnh. Hôm qua chúng tôi đọc báo đài thì tôi nghe tin là Ban chấp hành Trung ương vẫn tiếp tục xử lý những cái vấn đề tham nhũng trong xã hội, nên đấy là cái cơ sở mà người dân chúng tôi tin tưởng là thế hệ lãnh đạo mới do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo sẽ tiếp tục làm tốt những công việc mà bác Nguyễn Phú Trọng vẫn còn để lại, vẫn còn dang dở.